kêu chị hai cho coi. Mà chị hai chứ không có coi đâu. Vui quá à. Để làm không? Để coi nó còn bắn nữa kìa. Còn nước kìa, còn đang nốt nữa kìa. Đây nè. Nè mấy người này đang đốt pháo nè. Không biết còn đốt nữa không. Hết rồi. Còn hết. Hết rồi. Ai sẽ ngồi vậy? Chị á? Dạ. Rồi nó nghỉ đốt rồi.